Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Nhìn trên bản đồ mọi người cũng biết, hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi tham quan con đường Khánh Hội ở quận 4. Bây giờ chúng ta đang ở trên đường Bến Vân Đồn và ngay ngã ba trước mặt chính là ngã rẽ vào đường Khánh Hội, cũng là con đường chính của ngày hôm nay. Bây giờ mọi người cùng em đi vào con đường Khánh Hội để tham quan con đường Khánh Hội này nha. Bây giờ bên tay phải của quý cô chú anh chị các bạn đó chính là trường tiểu học Đặng Trần Côn. Thì mọi người cũng thấy là hiện tại khi chúng ta di chuyển trên con đường Khánh Hội thì vẫn thấy một cái nét xưa cũ của các căn chung cư. Mọi người cũng thấy là những cái chung cư ở đây thì nó cũng tầm một tầng thôi mà có cầu thang ở ngoài nữa. Bên tay trái của mọi người bây giờ đó chính là chùa Long Vũ. Đây là một ngôi chùa rất là lớn và nổi tiếng ở khu vực quận 4. Thì hình như chùa này được thành lập vào năm 1970. Nhìn từ xa thì cái chùa này có bề ngoài rất là đẹp và ấn tượng. Nên nếu mọi người hôm nào có dịp đi ngang con đường này thì cũng có thể ghé vào viếng thăm ngôi chùa này. Trước mặt chúng ta bây giờ chính là ngã giao, ngã tư giao giữa đường Khánh Hội và đường Hoàng Diệu. Thì phía bên tay phải của chúng ta chính là cái đại lý Honda. Đây cũng là một trong những cái đại lý chính hãng Honda lớn nhất ở khu vực quận 4 Sài Gòn. Và mọi người cũng thấy là trên cái khu vực trên đường Khánh Hội thì hai bên đều là các hàng quán, đặc biệt là quán cà phê, cũng như người ta mở những cái tiệm đồ ăn mà ở trong nhà mọi người. Vì cái trục đường, cái giá bằng trên trục đường này bây giờ cũng rất là cao. Còn ngoài ra thì mọi người cũng thấy là hầu hết là các ngân hàng người ta đặt đại lý, các trụ sở giao dịch giống như bên tay trái chúng ta bây giờ đó. Mọi người thấy khu vực này ngân hàng đặt cái giao dịch cũng rất là nhiều. Và hiện tại bên tay phải thì mọi người cũng thấy là đã có cái quảng trường rồi, có đài phun nước rồi nữa, cũng rất là đẹp. Thì vì trong những cái video như vậy em cắm cái máy chết ở cố định ở phía trước luôn, nên cũng không có thể thay đổi góc quay được linh động cho quý cô chú anh chị các bạn xem. Thì tùy vào video thì em sẽ thay đổi, em nghĩ em sẽ thay đổi cái góc quay để cho nó linh động hơn cho mọi người xem. Thì trong những cái format này thì về những con đường thì em sẽ đi, cũng như em đã nói trong những video trước đây, thì em sẽ đi một chiều đến và một chiều về để cho quý cô chú anh chị các bạn có thể hình dung rõ hơn về các cửa hàng cũng như các sự thay đổi các ngôi nhà trên con đường này, cũng như những cái ngã tư có gì thay đổi không, rồi trường học có thay đổi gì nhiều chưa. Con đường trước mặt của quý cô chú anh chị và các bạn đó chính là con đường Vĩnh Hội. Thì ngay phía trước, ngay góc con đường này thì lại có một tiệm pizza Domino. Thì bây giờ mọi người cũng thấy là các nhà hàng thức ăn nhanh ở Việt Nam cũng rất là nhiều rồi. Nãy giờ chúng ta cũng đã đi qua nào Domino và Lotteria này nọ. Thì ở Sài Gòn thì hiện giờ thức ăn rất là nhiều loại để cho chúng ta lựa chọn, từ các món thức ăn nhanh rồi hàng Nhật này nọ. Thì mọi người cũng thấy là trong video này em chỉ dẫn mọi người đi được Khánh Hội thôi, nên em không thể nào qua cầu được. Thì cái cầu này đó chính là cầu Kinh Tẻ đó mọi người. Bây giờ chúng ta đang lưu thông ở phía dưới mặt cầu Kinh Tẻ, và chúng ta sẽ đi tới con đường trước mặt chính là con đường Tôn Thất Thuyết. Sau đó em sẽ hoành xe lại để chúng ta quay trở lại con đường Khánh Hội và chạy một lần nữa cho mọi người xem. Thì mọi người cũng thấy ở dưới cái gầm cầu này thì cũng có rất là nhiều các quán cà phê kiểu dạng quán cóc á. Thì những cái khu vực này thường là gió nó mát nên cũng nhận được sự ủng hộ của rất là đông các người dân, đặc biệt là các những cư dân, người dân sống gần gần ở đây. Thì dưới là buổi trưa mọi người, trưa hoặc là tối người ta ra đây người ta nghỉ ngơi, ăn trưa rồi cà phê rồi nghỉ mệt này nọ, qua buổi trưa xong rồi có thể người ta sẽ đi làm tiếp, hoặc là các anh lái xe công nghệ như Grab, Uber thì thường cũng hay tập
chung ở những cái khu vực này để uống nước rồi nói chuyện lại với nhau. Bây giờ chúng ta quành xe lại nha mọi người. Chúng ta vẫn cái cầu phía trên chúng ta vẫn là cầu Kinh Tẻ. Thì khi qua cái cầu Kinh Tẻ này chúng ta sẽ đến với khu vực của quận 7 ở phía bên kia. Nhưng vì trong video lần này em sẽ dẫn mọi người đi ở khu vực quận 4 thôi. Đặc biệt là chỉ đi trên con đường Khánh Hội quận 4 thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta mọi người thấy là đây cơm Tấm Liên rồi. Quán cơm trưa Hoài Linh này nọ. Khu vực này buổi trưa mọi người cũng thấy là cũng rất là đông đúc và nhộn nhịp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giờ đang đông xe này. Thì cái đường này cũng hay kẹt xe lắm mọi người, đặc biệt là vào giờ cao điểm đó. Đó, mọi người thấy là lại cũng có xe, cũng người dân mình cũng hay chạy ngược chiều á, nên thường cái lúc này mà xe đông này nọ chạy ngược chiều thì đường đã nhỏ rồi mà còn dính ngược chiều nọ thì nó cũng kẹt cứng nhắc là mọi người. Thì mọi người có thấy là cái căn chung cư đang xây có lập mấy cái che màu xanh dương không mọi người? Kẹt xe đó. Thì cái căn chung cư đó đó là một trong các căn chung cư tái định cư ở khu vực bên đây. Thì hình như nó nằm ngay cái khúc ngã ba giao giữa, tại vì cái khúc đó vẫn là ngã tư giao với đường Khánh Hội với đường đây nhớ đường đó đường gì ta, đường Vĩnh Hội. À đúng rồi, đường Khánh Hội, đường Vĩnh Hội. Nhưng tại vì cái đường ở giữa chúng ta không có quẹo qua được nên cũng có thể gọi là ngã ba mọi người. Đó, họ thấy là hiện tại đã kẹt xe rồi. Rồi nếu bây giờ có ai mà chạy ngược chiều đó là bây giờ cứ ngắt luôn, không có di chuyển được gì hết. Đây nè, mọi người bây giờ qua đây mọi người thấy kỹ hơn về cái căn chung cư đó nè. Đang sửa chữa cáp hay gì đây, cái mấy tô mấy cái hàng rào bên tay phải của em bây giờ nè là một cái căn chung cư xây để tái định cư lại á, cho người dân ở những cái căn chung cư cũ bên đây á. Đó thì căn này vị trí nó cũng bây giờ nó cũng đẹp mọi người. Thì quận 4 bây giờ phát triển cũng nhiều rồi, mình cũng thấy là trong cái video về đường Bến Vân Đồn mình cũng quay rồi đó, đường Bến Vân Đồn và đường Hoàng Diệu này nọ giờ phát triển kinh hồn rồi. Còn hiện giờ bên tay phải của chúng ta là các căn chung cư cũng lâu đời lắm rồi nè, thì không biết sau này có bị giải tỏa không hay không nữa. Đó, bên tay phải giờ là khu trung tâm thể thao quận 4 nè, trung tâm thể dục thể thao quận 4 cũng là một địa điểm cũng rất là lâu đời rồi ở khu vực bên đây. Đó, bây giờ chúng ta đang đi trên đường hướng ngược lại đó. Hồi nãy chúng ta đi bên phía bên trái kia, bây giờ chúng ta đi hướng ngược lại bên đây. Thì mọi người cũng thấy là nãy giờ mọi người chạy qua cũng thấy là nhiều cái ngân hàng quá, nhiều ngân hàng đặt mấy cái đại lý giao dịch đó ở trong cái trên con đường này, rồi nhiều cửa hàng bán điện thoại di động, rồi buôn bán cũng sầm uất lắm. Nhưng mà bên phải là Techcombank rồi. Lên tí nữa theo mấy ngân hàng như MB Bank này nọ. Nói chung khu vực này đó người ta kinh doanh rất là được và rất là sầm uất. Đây là cái ngã ba giao giữa đường Khánh Hội với các con đường số, thì đây là con đường số 41 nè mọi người thấy không, là ACB rồi AB Bank, VIB rồi MB, rồi nói chung con đường này con đường rất là nhiều cái ngân hàng đặt trụ sở ở đây, và bên kia đường là Vietbank này nọ đó nè, tiếp tục là Sacombank nữa. Nên cái khu vực quận 4 thì cái con đường mà Khánh Hội này nó cũng hot lắm. Vì khi mà sống gần khu vực này thì mọi người gần như là có hết tất cả mọi cái rồi. Ăn uống, giải trí, các quán nước, rất là nhiều quán ăn rồi. Đây, đi ra tiệm bánh. Rồi cần nhu cầu giao dịch ngân hàng thì cũng có rất là nhiều ngân hàng để cho chúng ta lựa chọn.
thì hồi nãy chúng ta đi bên phía bên kia đường nên chúng ta không có nhìn kỹ được cái phía chéo chéo bên kia đường, mà cũng thấy là cái tiệm mà FPT Shop, thì đó là một cái cửa hàng bán điện thoại di động, máy tính rồi linh kiện phụ kiện rất là nhiều, nằm ngay trên cái ngã tư giao với đường Khánh Hội và đường Hoàng Diệu. Thì con đường Hoàng Diệu em đã quay trong một video trước đây rồi. Mà cũng thấy là cái khu vực quận tư hiện tại nó phát triển rất là nhiều, cái con đường nó cũng mà vấn đề là quận tư phát triển theo kiểu hiện tại là đường xá nó vẫn vậy, nó không có bự được ra nữa nên cũng hay bị kẹt xe á. Tại chùa bên tay phải chúng ta là chùa Cửu Long rồi, chùa này giờ cũng xây ra được đẹp lắm đó. Đó thì những con đường số nhỏ này, những cái đường mà thông ra có thể dẫn chúng ta ra được với đường Hoàng Diệu và đường Bến Vân Đồn rồi. Thì trước mặt mọi người đó là đường Bến Vân Đồn rồi, chuẩn bị đến Bến Vân Đồn rồi. Thì video này cũng em nghĩ là kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này. Thì đây là một video quay nhanh về cái con đường Khánh Hội, cập nhật chuối cô chú anh chị các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.